Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, kể từ năm 2012, thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch đả hổ diệt ruồi săn cáo nhằm đến các quan chức tham nhũng mọi cấp của nước này, đã có tới hàng triệu quan chức bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Những cái tên máu mặt trong số này phải kể đến cựu thị trưởng thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trương Kỳ, với 13,5 tấn vàng được tìm thấy trong quá trình khám xét nhà. Ngoài ra, một số lượng tiền mặt trị giá 268 tỷ nhân dân tệ được tìm thấy trong tầng hầm bí mật tại căn nhà này. Số tiền vàng nhiều đến mức cảnh sát cũng phải điều động một số xe tải quân sự tới để chở tiền, vàng, tranh vẽ và đồ cổ thu được từ nhà ông Trương. Hồi đầu tháng 1 năm 2019, dư luận quốc tế đã được một phen rúng động khi biết thông tin về quan tham mới ngã ngựa tại Trung Quốc, Trường Kỳ, trong nhà chất hơn 13 tấn vàng. Ngoài sự tham lam, ông ta cũng nổi tiếng là con người đạo đức giả. Nhiều tờ báo Trung Quốc và quốc tế đồng loạt đưa tin, tại nhà Trương Kỳ, các nhân viên của CCDI đã thu được một số lượng lớn vàng miếng, vàng thỏi giấu trong hầm bí mật. Quan tham họ Trương này cũng sở hữu hàng chục tài khoản ngân hàng với số tiền lên tới 268 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 800.000 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài ra, còn có nhiều căn biệt thự cùng lượng lớn tài sản giá trị khác mà ông này không thể giải trình rõ nguồn gốc. Tổng số tài sản tham nhũng của Trương Kỳ lên tới 830.000 tỷ Việt Nam đồng. Nếu những thông tin mà báo chí Trung Quốc cung cấp được xác thực, thì Trương Kỳ đã lập một kỷ lục mới về tham nhũng tại đất nước tỷ dân. Theo tờ Sohu, nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ hoài nghi về thông tin này, bởi lẽ GDP của tỉnh Hải Nam chỉ vào khoảng hơn 400 tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Một mình Trương Kỳ đã tham nhũng tất cả số tiền và vàng nói trên. Điều này quả thực rất khó tin. Giá thị trường của một tấn vàng tại Trung Quốc thời điểm đó vào khoảng trên 300 triệu nhân dân tệ. Như vậy, 13,5 tấn vàng quả là một con số trên trời. Quan trọng hơn, Trương Kỳ chỉ là quan chức cấp cơ sở, làm cách nào ông ta có thể vơ vét được số tiền khủng tới như vậy? Một số đồn đoán còn cho rằng Trương Kỳ có thể đã phát hiện được kho báu nào đó. Hải Nam là địa bàn hoạt động thường xuyên của cướp biển Trung Quốc thời phong kiến. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc cho rằng nghèo đói luôn giới hạn trí tưởng tượng của chúng ta. Chỉ có bạn là không thể nghĩ về nó. Không có gì mà họ, quan tham, không thể làm. Trương Kỳ sinh tháng 3 năm 1961 là người huyện Thọ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, có bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và hai bằng kỹ sư. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp tại trường cao đẳng sư phạm An Huy, Trương Kỳ tham gia công tác đoàn trường, dần lên đến phó bí thư đoàn trường. Sau 7 năm rèn luyện, ông ta được điều chuyển về làm phó giám đốc công ty khai thác Hồ Nam thuộc Bộ Công nghiệp Than Trung Quốc. Cơ quan này đã giải thể vào năm 1998. Năm 1988, tỉnh Hải Nam được thành lập, trở thành đặc khu kinh tế Hải Nam. Hưởng ứng phong trào 100.000 người tài, chương trình nhằm thu hút nhân tài Trung Quốc tới Hải Nam lập nghiệp, Trương Kỳ lúc này 30 tuổi đã khăn gói lên đường. Đây cũng là bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi cuộc đời của ông ta. Khi mới đến Hải Nam, Trương Kỳ được phân chức giám đốc văn phòng công nghiệp và thương mại thuộc Ủy ban hành chính của khu thí nghiệm phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam. Năm 1997, ông ta giữ chức phó giám đốc Cục Công nghiệp và Thương mại tỉnh Hà Nam, sau đó giữ vai trò lãnh đạo của đoàn kiểm tra kỷ luật tỉnh và tiếp tục đà thăng tiến. Trương Kỳ đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng khác tại Hải Nam như Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng thành phố Tam Á, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Hải Nam, Thị trưởng, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Châu. Tháng 9 năm 2014, Trương Kỳ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Nam. Một tháng sau đó, giữ chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hải Nam, kiêm Bí thư Thành ủy Tam Á. Từ tháng 11 năm 2016, Trương Kỳ được giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Khẩu, chưa đầy 3 năm thì mất chức. Trương Kỳ được xem là con hổ đầu tiên của Hải Nam bị quật ngã sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 10 năm 2017. Dù đã bị CCDI để mắt tới từ lâu, nhưng trước khi bị bắt giữ, không có bất cứ một thông tin nào cho thấy Trương Kỳ sắp bị xa lưới. Trước khi bị bắt một ngày, Trương Kỳ vẫn tham dự hội nghị tài năng trẻ Hải Nam và xuất hiện trên trang nhất của tờ Hải Khẩu Nhật Báo, đưa tin ngày 5 tháng 9 với tiêu đề "Đẩy mạnh việc sử dụng nhân tài để xây dựng khu thương mại tự do và cảng thương mại tỉnh Hải Nam". Tại hội nghị, Trương Kỳ còn dõng dạc phát biểu: "Tôi đang trồng cây sung và chờ chim phượng hoàng vàng đến ăn trái. Tôi sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh hạng nhất". Đây cũng là lần cuối cùng Trương Kỳ xuất hiện trước dư luận. Trước đó, ông ta vẫn xuất hiện trong các hội nghị và truyền thông với tần suất dày đặc. Nói về hành trình ngã ngựa của Trương Kỳ, cuối tháng 2 năm 2019, Vương Nghiệp Thiên, cựu phó bí thư huyện Tú Anh, thành phố Hải Khẩu bị điều tra vì vi phạm kỷ luật, pháp luật. Tới đầu tháng 4 năm 2019, Phó Thị trưởng thành phố Tam Á Vương Thiên Minh cũng bị điều tra. Cả hai người này đều là cấp dưới trực tiếp của Trương Kỳ. Sau khi họ bị bắt, rất có thể đã khai thác những thông tin về hành vi sai trái của Trương Kỳ.
Tuy nhiên, điểm lạ là sau khi những cấp dưới liên tục bị đưa đi điều tra, Trương Kỳ không hề có biểu hiện chột dạ, thậm chí tần suất xuất hiện trước dư luận còn dày hơn trước. Được biết, Trương Kỳ là một quan chức rất được lòng báo giới. Ông ta cũng được người dân đánh giá là lãnh đạo thân thiện và có nhiều đóng góp cho Hải Nam. Trương Kỳ là người có công lớn trong việc tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2007 và Hội chợ Du lịch Biển Quốc tế năm 2016 tại Hải Nam, Trung Quốc, được ông Tập Cận Bình gửi lời khen ngợi. Chính vì những điểm này, nên sau khi bị bắt, Trương Kỳ bị giới báo chí Trung Quốc đánh giá là người cực kỳ đạo đức giả. Ông ta thường xuyên cao giọng phát biểu, dạy dỗ người khác phải giữ gìn niềm tin lý tưởng và đạo đức. Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã dẫn ra một loạt phát biểu nổi tiếng của Trương Kỳ về phòng chống tham nhũng như sau. Tháng 4 năm 2014, Trương Kỳ khi đó vẫn là bí thư thành ủy thành phố Nam Châu, phát biểu trong một chương trình phỏng vấn. Ủy ban thành phố Nam Châu không bao giờ khoan dung với tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng ở cấp cơ sở. Muốn xây dựng một chính phủ trong sạch phải đi lên từ mắt xích nhỏ. Những vụ tham nhũng ở cấp cơ sở tuy không lớn, nhưng chúng lại xảy ra gần cận quần chúng nhân dân nhất, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu. Trương Kỳ cũng nói rằng, bản thân tôi luôn đi đầu trong sự liêm chính và kỷ luật tự giác. Tôi không bao giờ vi phạm các quy định về nhận và gửi tiền, không can thiệp vào các hoạt động kinh tế thị trường. Tôi cũng yêu cầu nghiêm ngặt người thân của mình và cả những nhân viên xung quanh thực hiện điều đó. Ngày 5 tháng 7 năm 2019, tại hội nghị chuyên đề giáo dục với chủ đề Không quên lý tưởng, khắc ghi sứ mạng của cán bộ lãnh đạo toàn thành phố Hải Khẩu, Trương Kỳ đã đăng đàn phát biểu về việc làm thế nào để giữ vững niềm tin và lý tưởng, gánh vác sứ mạng. Rất nhiều câu chuyện về những tấm gương tốt đã được ông đưa ra để minh họa trong bài phát biểu. Khi nói về việc phòng chống tham nhũng, Trương Kỳ nhấn mạnh, phải tăng cường toàn diện công tác xây dựng đảng với phẩm chất tuyệt đối trung thành, phải thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng hủ bại mãi mãi trên đường tiến lên. Khi còn làm thư ký đảng ủy thành phố Tam Á, Trương Kỳ cũng từng phát biểu trong một hội nghị về phòng chống tham nhũng. Các quan chức thành phố ở tất cả các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, phải nội tâm hóa kỷ luật và phải thể hiện ra bên ngoài bằng các hành động thiết thực, phải đảm bảo rằng các cán bộ hành chính trong sạch sẽ không bao giờ bị gây khó dễ. Trên đường phát triển, đảng ủy và ủy ban kỷ luật các cấp phải giành được sự tin tưởng của đảng viên và quần chúng bằng chính kết quả chống tham nhũng. Ông ta còn yêu cầu các cán bộ ngành kiểm tra kỷ luật của thành phố Tam Á, muốn rèn thép thì búa đè phải cứng. Các cán bộ kiểm tra kỷ luật đảng ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng phải giữ mình thật nghiêm trước khi bắt người khác giữ nghiêm. Tuy nhiên, đằng sau những lời tuyên bố hùng hồn trên báo chí và truyền hình, Trương Kỳ lại là đại quan tham với con số tham nhũng kỷ lục khiến mọi người kinh sợ. Dù chỉ là một quan chức cấp cơ sở, nhưng nếu khối tài sản tham nhũng của Trương Kỳ theo báo chí đưa tin được xác minh, ông ta có thể lọt vào hàng ngũ những người giàu nhất Trung Quốc, ngang ngửa với tỷ phú Jack Ma, người sở hữu 41,8 tỷ đô la tại thời điểm đó. Chiến dịch Đà Hổ Diệt Ruồi nhằm chống tham nhũng sâu rộng của Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu từ năm 2012 đã đưa ra ánh sáng hàng loạt quan chức từ cấp cao đến cấp thấp. Hầu hết các quan chức bị điều tra đã bị bãi nhiệm công vụ và phải đối mặt với cáo buộc hối lộ và lạm dụng quyền lực. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.